Quý vị khán giả thân mến, những năm qua, từ khi bắt đầu phát sóng chương trình cho đến nay, chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh, nơi lan tỏa yêu thương đã thực sự trở thành cầu nối giữa khán giả và Mạnh Thường Quân đến với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh bệnh tật ngặt nghèo, và từ đó tiếp thêm nghị lực và niềm tin cho họ để họ vượt qua bệnh tật, vượt lên những khó khăn. Và trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mời quý khán giả cùng nhìn lại những lan tỏa yêu thương mà chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim cũng như ekip thực hiện chương trình đem lại cho từng nhân vật của chương trình quý vị nhé. Định kỳ hàng tháng, vào ngày thứ ba, tuần thứ nhất và thứ ba của mỗi tháng, chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim được phát sóng. Thông qua chương trình, những hoàn cảnh bệnh tật khó khăn, không có điều kiện điều trị bệnh, được ekip những người thực hiện chương trình chia sẻ qua bài viết của mình. Trước khi thực hiện việc ghi hình, đều phải có sự xác minh, xác nhận của địa phương là đúng sự việc, đúng đối tượng. Có như vậy mới đảm bảo được tính chính xác và khách quan. Qua đó, chương trình cũng nhận được sự ủng hộ, đồng hành cùng đảng ủy, ủy ban nhân dân, hội chữ thập đỏ, cũng như các ấp khu phố tại các địa phương để thực hiện những phóng sự. Trong năm 2023, chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Châu Thành trong việc thực hiện chương trình. Ekip đã thực hiện ghi hình gần 20 số phát sóng những hoàn cảnh rất đáng thương, chia sẻ đến khán giả và Mạnh Thường Quân. Đa số các nhân vật đều mang bệnh ung thư, gia cảnh khó khăn, công việc làm thuê, làm mướn, không thể có đủ thu nhập trang trải cuộc sống. Khi đổ bệnh, đều phải chạy khắp nơi để có tiền trị bệnh. Cuộc sống càng trở nên vất vả, bế tắc. Với những thông tin mà chương trình chia sẻ trên sóng cũng như trên các trang mạng xã hội, trang nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ, quý khán giả và Mạnh Thường Quân đã cùng chung tay hỗ trợ về mặt vật chất, phần nào giúp cho các nhân vật, các gia đình có thêm điều kiện điều trị bệnh, có thêm điều kiện vượt qua khó khăn. Tổng kinh phí trong năm mà chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim vận động hỗ trợ cho các hoàn cảnh, các chương trình thiện nguyện của huyện Châu Thành là trên 500 triệu đồng. Riêng địa phương xã Đồng Cởi, huyện Châu Thành là trên 200 triệu đồng. Trong năm qua thì đảng ủy xã Đồng Cởi cũng đã nhận được là trên 200 triệu đồng để ủng hộ cho những mảnh đời bị bệnh hiểm nghèo. Thì cũng đó là cũng là một cái điểm quan tâm của đoàn của đài phát thanh truyền hình Tây Ninh. Thì cũng mong là đài tới đây thì có nhiều cái chương trình hơn để giúp cho bà con của xã Đồng Cởi vượt qua những cái cơn bệnh khó khăn, hiểm nghèo. Hôm nay thì thay mặt cho chỗ đảng ủy quý ban cũng gửi lời chúc cho cái chương trình Từ Trái Tim Tới Trái Tim đã ủng hộ cho bà con của huyện Châu Thành, trong đó thì có xã Đồng Cởi. Thì cũng mong là chương trình chúng ta ngày càng là phát triển, giúp cho nhiều, cho đối tượng được nhiều hơn. Nhân dịp năm hết Tết đến, chúng tôi đến thăm lại một vài hoàn cảnh mà chương trình đã phát sóng và vận động. Đó là trường hợp của bé Ngô Hoàng Yến, sinh năm 2023, ngụ tại tổ 11, ấp Tu 2, xã Đồng Cởi, mang trong mình căn bệnh tim phức tạp. Chi phí phẫu thuật trên 100 triệu đồng. Gia đình con không khá giả gì, đã phải chạy dại vay mượn khắp nơi để lo cho con. Sau khi phát sóng, quý khán giả và Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho bé. Khi chúng tôi trở lại thăm, thì bé vừa từ bệnh viện trở về. Con đã được phẫu thuật để chá lại lỗ thủng lớn trong tim, sức khỏe đang dần hồi phục. Đầu tiên là em cảm ơn chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim đã lan tỏa yêu thương, gửi đến kết nối là gửi đến cho Mạnh Thường Quân biết đến con em, hỗ trợ cho con em có chi phí để cho ca phẫu thuật. Tổng số tiền mà các Mạnh Thường Quân là đã hỗ trợ cho con em là khoảng hơn 45 triệu, là cũng đủ một phần nào đó là để cho con em có được ca mổ thành công. Giờ là con em đã khỏe. Hay như bé Nguyễn Thị Kim Uyên, sinh năm 2012, hiện ngụ tại ấp Chòm Chừa, xã Đồng Cởi. Con bị bệnh tim phức tạp,
mà chi phí gia đình lại hạn hẹp, khó lòng duy trì việc thăm khám điều trị cho con. Sau khi chương trình phát sóng phóng sự về con, quý khán giả và mạnh thường quân gần xa đã hỗ trợ cho con trên 17 triệu đồng, mong muốn hỗ trợ con tiếp tục được điều trị bệnh tình. Hiện tại, mẹ của bé Uyên là chị Nguyễn Thị Kim Thảo được người ta cho mượn đất để mở một quán nước nhỏ, kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình. Thông qua chương trình, em cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ cho con em. Ngay con em bệnh cũng nhiều năm rồi, cũng nhờ anh chị em bên Hội Chữ Thập Đỏ của xã, huyện và chương trình truyền hình Từ Trái Tim Tới Tim đã ủng hộ, đã vận động để bà con, cô bác, chị em mạnh quân giúp đỡ cho con em. Đó cũng là một cái sự trân quý của gia đình em, rất cảm ơn. Và cũng nhân dịp năm mới, em cũng chúc các quý các mạnh thường quân là bước sang năm mới thật dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, để mà cũng ủng hộ được cái nhiều trường hợp giống như hoàn cảnh của con em. Hiện tại, bé Uyên vẫn đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của quý khán giả và mạnh thường quân để việc điều trị căn bệnh của con được tiếp tục trong thời gian tới. Một mình không thể nào giúp hết được toàn thể bệnh nhân trong địa bàn được. Cho nên là mình nhờ đến cái chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim của đài truyền hình TTV11 để mà cùng nhau lan tỏa sự yêu thương, giúp đỡ cho cộng đồng. Thì nhân dịp trước thêm năm mới, xin kính chúc toàn thể các anh chị, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong đài đã thực hiện chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim, giúp đỡ cho mọi người, các bệnh nhân trên cái địa bàn huyện Châu Thành nói chung, nhà nhà người người được yên vui, hạnh phúc và bình an, hưởng một mùa xuân đầy trọn vẹn yêu thương hạnh phúc. Trong những năm qua thì Hội Chữ Thập Đỏ huyện Châu Thành cũng đã đồng hành và lan tỏa yêu thương, kết nối từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và cùng với đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh để vận động các mạnh thường quân. Thì nhân dịp đầu năm mới, thay mặt Hội Chữ Thập Đỏ huyện Châu Thành xin kính chúc các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các đơn vị kinh tế đã ủng hộ giúp đỡ cho cái chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim Hội Chữ Thập Đỏ huyện Châu Thành và cái ekip chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim đài phát thanh truyền hình Tây Ninh năm mới an khang, hạnh phúc. Chúc các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm năm mới vạn sự bình yên. Ekip, những người thực hiện chương trình đều không khỏi xúc động bồi hồi khi chứng kiến những nhân vật của chương trình. Có bé còn quá nhỏ mà phải chịu đựng căn bệnh ngặt nghèo. Có cô, có dì lớn tuổi mà lại bị bệnh ung thư hành hạ. Và chúng tôi cũng vô cùng vui mừng, xúc động khi nhận được sự ủng hộ của rất nhiều quý khán giả và mạnh thường quân, những người đã giúp cho chương trình lan tỏa yêu thương trong suốt một năm vừa qua. Mỗi nhân vật, mỗi hoàn cảnh đi qua thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim, luôn động lại rất nhiều cảm xúc, ở đó vui có, buồn có và cả những giọt nước mắt. Và hy vọng rằng chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim sẽ là cầu nối hiệu quả giữa các mạnh thường quân với những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Và hy vọng rằng những giọt nước mắt ấy sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc như thông điệp của chương trình Nơi Yêu Thương Lan Tỏa. Trong năm 2023 vừa qua thì chúng tôi thực hiện rất là nhiều cái chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim, thì đi đến những ngôi nhà, những gặp những cái mảnh đời rất là bất hạnh. Thì qua đó là tôi là một người quay phim, thì tôi cố gắng là ghi nhận những sức hình, những cái hoàn cảnh để cho mọi mạnh thường quân người ta biết được, hỗ trợ chương trình. Và qua đó thì trong năm đã đạt được những cái kết quả nhất định. Và cũng mong là trong năm mới thì chương trình sẽ được lan tỏa đến tất cả những cái mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh để giúp đỡ họ nhiều hơn và cho họ có cái cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Quý vị khán giả thân mến, thì nhân dịp đầu năm mới 2024, ekip những người thực hiện chương trình đến thăm lại những hoàn cảnh mà chúng tôi đã hỗ trợ trong năm vừa qua. Thì chúng tôi rất là vui mừng khi nhìn thấy hoàn cảnh của họ đã tốt hơn so với trước đây. Thì với sự yêu thương, với sự lan tỏa yêu thương của chương trình cũng như là sự giúp đỡ của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, cũng như các mạnh thường quân gần xa, thì năm 2024 hy vọng là
quý vị, quý mạnh thường quân sẽ tiếp tục đồng hành cùng với lại chương trình của chúng tôi, của chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, để chương trình sẽ là cầu nối giữa mạnh thường quân đến với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, để họ có được thêm những cái điều kiện để điều trị bệnh cũng như là thay đổi cuộc sống để họ vươn lên và sống tốt hơn. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thường xuyên đồng hành cùng chương trình trong mỗi hoàn cảnh còn có Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính thưa quý khán giả, thì chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim, chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện trong nhiều năm qua. Đây có thể nói là một cái chương trình mang tính xã hội nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa rất là sâu rộng. Trong thời gian qua, phải nói là cái chương trình tạo sự lan tỏa và được rất nhiều các mạnh thường quân tham gia đóng góp đồng hành cùng với Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thông qua chương trình này lan tỏa một cái tình yêu thương, chúng ta cùng chung tay góp sức để mà giúp cho những cái trường hợp có hoàn cảnh ngặt nghèo trong cuộc sống, có những cái bệnh tật mà coi như là ngõ cụt, nhưng mà chương trình đem đến một cái tia hy vọng và cứu giúp cho nhiều cái trường hợp phải nói là khỏe mạnh để mà hòa nhập với cái cuộc sống vui tươi và hạnh phúc. Thì phải nói là trong thời gian tới, ban tổ chức của chương trình cũng rất mong được sự đồng hành của các mạnh thường quân, các nhà tài trợ để chúng tôi tiếp tục thực hiện cái chương trình này và tạo cơ hội để mà hỗ trợ cứu giúp cho những cái mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống để vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ trái tim của mình, mỗi người có một cách để hướng đến những nghĩa cử cao đẹp khác nhau. Đồng hành cùng mỗi hoàn cảnh mà chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim chia sẻ cũng là một nghĩa cử cao đẹp. Hãy cùng lan tỏa yêu thương để mỗi trái tim đến gần nhau hơn. Cho đi là nhận lại. Với những hoạt động nhân đạo, mỗi người sẽ nhận lại được nhiều niềm vui và hạnh phúc từ chính cuộc sống của mình. Quý vị khán giả thân mến, trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những người thực hiện chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim kính chúc quý khán giả, quý mạnh thường quân một năm mới an lành, hạnh phúc và đạt thật nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Hẹn gặp lại quý khán giả trong số phát sóng tiếp theo vào lúc 11 giờ 15 phút thứ ba ngày 20 tháng 2 năm 2024. Xin kính chào tạm biệt.